Chị là một ngày chị lau mấy lần mà sao bóng vậy chứ? Đúng là sạch quá chị ơi. Từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài mà ở ngoài cái ngoài đền cũng sạch nữa. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh, anh Kiệt mà thấy cái này là anh Kiệt mà thấy cái này. Đó chị chạm đất tuốt cái đó trên đó đó. Wow. Ủa đạo Phật của chị là đạo Phật gì vậy? Phật là Phật thôi. Oh my gosh, Jenny, this is incredible. Wow. Đẹp quá chị thiết kế. Đúng là ông xã của chị thiết kế hay thiệt đó nha. Có 102 trên thế giới đó. Chị trên thế giới có cái chỗ nào để giống vậy không vậy? Oh wow, với cái bồ đề nữa nè. Oh my goodness. Oh wow, look at that. Incredible. Wow. Chỗ này y chang như là cái của anh Kiệt mà anh thờ đó. Anh Kiệt thờ đó. Nhưng mà anh Kiệt làm không có đẹp như vậy. Đúng rồi, dĩ nhiên rồi. Anh Kiệt làm tầm thường lắm, tại vì anh có mình anh á. Cái này tuyệt vời quá. Ông chồng chị tuyệt vời chị ơi. Sao mà anh nghĩ ra hay vậy ta? Hay quá. Đó là cái clip đó, nhưng mà có cái điện đó. Nhưng mà anh chị có đi vòng vòng thế giới để thấy giống vậy không? Là làm thôi, tự nghĩ ra thôi. Nghĩ ra thôi vậy đó hả? Còn tuyệt vời. Đẹp quá luôn. Chị thì đi, nhưng mà chị đi chùa dân Phật nhiều. Dạ. Yeah. Tuyệt vời. Không bao giờ em thấy một cái chùa đẹp như vậy đó, cái chùa mà rất là khang trang mà đẹp và đủ ý nghĩa hết. Cho anh đi thấy cái bản phong thần cái bản ấy không? Đây nè. Đây nè. You see that? Cái con kia cũng có đó. Cái đó là cái điều giống như điều lệ. Yeah. Wow. Uh-huh. Hay vậy. Quay hết một vòng này chứ. Mình lên trên mình quay luôn. Nó đứng xa quay được, anh lại gần anh không vô được cái phim phone hết. Oh my goodness. Incredible. Thái Lan chị thấy chị chụp đem về chị đem đưa cho thợ làm. Đẹp quá chị. Oh, ơi. Hay quá chị. Vấn đề là sao lợi của cái ông sư chùa Đại Tùng Lâm ở nhà. Trời ơi, nếu mà mình có duyên sáng lợi là mình để trên đó mình cầu cho TLTV. Mấy ni cô mà chủ yếu phải có cho. Vậy đó hả? Chị có thể nào mà cho chúng em một chút đẹp quá này nè. Em lấy cái phước của cái ngày nè. Cái ngày mở ra là đẹp quá. Em không cần gì hết, em cần cho bác đây nè. Chị đi ngày. Oh my goodness. Đẹp ghê không? Cái ngày mà Phật đản sanh. Dạ. Ở Thái Lan nè. Dạ đẹp quá. Ông anh chụp lại hai hình không? Cái hình gì mà nó đẹp ghê vậy trời. Rồi luôn. Ở Thái Lan chụp hai em. Hay quá. Đẹp luôn á. Đẹp quá. Đi du lịch thôi không phải du lịch, đi giao lưu cái đạo Phật. Đạo Phật là mình muốn. Em có quen một bác sĩ á, đã từng là đi qua, là em của vua Sải, là em của vua Sải, em của vua Thái Lan, mà là anh